À, thấy rồi Bích Lê, để chị nghe mở ra cho. Chị nghe thấy rồi. Nóng quá. Chấm tương tác với em nghe nha. Kỳ mắc quá. Xời ta. Em lai muộn lên các chị có lấy gì rồi nhắn em nha. Lấy đồ gì nhắn em lấy ta. Áo đỏ nào em chụp lại nha. Bích Lê, em coi like em chụp lại rồi gửi qua tin nhắn chị nghe đổi cho. À, cổ tông đẹp lắm luôn Ái Phương. Hàng của Evelyn đó, đẹp không? Mê. Mới về đẹp lắm. Rồi. Rồi nghe cảm ơn nha Ái Phương. Đây các chị. Trời đồ đẹp mà ly dị với tôi. Hồi tôi bán đồ xấu nha nữa. Đây tương tác với em nghe đi các chị, 39 ngàn. Cái này hàng xuất hàng nha các chị, xuất hàng vải xịn cho em nha. Cái này còn lẻ sai. Còn có 10 con à. 10 con, 12 con nghe các chị. Cái này 10 con, 11 con, chút nghe 39 ngàn. Đây, hàng 65 này các chị. 65 là rẻ lắm luôn rồi các chị. Người ta bán 75, em bán 65. Bây giờ em bán cho các chị tương tác 39 ngàn. Rồi hốt nha. Em bán tặng cho chị 10 bộ. Cái mã hàng mã hàng này 39 ngàn. Chia sẻ bài giúp em nghe nha. Em bán cho các chị 39 ngàn. Gấu buôn nha các chị, gấu buôn xuất hàng cô tông thấm hút mồ hôi, hàng xuất hàng nha các chị. Đây vải đẹp luôn, cái này 11, 10 con 11 con được nha, 10 con 11 con. Rồi chị nào lấy chút nha, gấu buôn nha. Cái này chắc không có 17 kg đâu Su Su. Cái này nó còn size khoảng cái này là bây giờ nghe bóc size thì còn không, chứ 17 con là quay size cơ size nhỏ rồi, size nhỏ chứ không có sale giá này được nha. Xuất hàng này đẹp lắm luôn các chị. Cái này, cái này nhưng mà nó còn size nhỏ không à, em nghe bán tặng cho các chị nha. Đó trời ơi Mickey nha, cái này cũng 10 con 11 con thôi. Rồi Mickey cam cho em nghe. Chị nói Mickey cam, chúc nghe Mickey cam nha. Bé 10, 11 con chút đơn. Cái này là bé 10 con, 11 con chút đơn, 39 ngàn thôi các chị ơi.
Chị lấy chút nghe nha, em lai muộn á, cái chị muốn lấy hàng gì nói em nghe lên cho. Kiếm mấy cái bộ nè, có size mà lớn lớn cũng có. Đây đây, được bộ 12 con, 12, 14 con này các chị. Đó, được một bộ 12 đến 14 con xe này. Đó, đẹp lắm luôn nha. Rồi chị lấy xe chút nghe, xe 39 nha. Cái này là size 60, 12 đến 14 con. Rồi chị lấy chút nghe xe nha, lấy xe chút xe cho em nghe. Xe các chị ơi, thể thao hả? Thể thao chị lấy bao nhiêu ký? Đây nè, cái mã thể thao, áo thể thao áo đỏ. Cái này quá, cái này đúng không? Rồi, chắc cái này là chắc luôn rồi. Rồi, chị Ái Khương lấy thể thao bao nhiêu ký hả em lên cho? Nghe lên cho nha. Đây này, nghe lên thể thao này. Trời ơi, để nghe nghe táp Thiên Hương vô. À, Thiên Hương hồi nãy hỏi có hỏi đồ thể thao này, đồ thể thao đẹp lắm luôn. Thiên Hương ngủ rồi sao á? Đây các chị, cái này là em nghe còn mấy cái bộ này nha, chỉ còn có mấy bộ này thôi, 1, 2, 3 bộ này là em bán 75 ngàn, 45 kg nha. Đủ thú sai để hả? Đây này, 75 nha các chị. Đó, 75 nha. Em này em nghe còn một bộ 45 đến là 50 con này, 45 đến 50 con cho em nghe nha các chị. 45 đến 50 con là 75 ngàn. Cái này là size cô hả các chị? Đó, con em cái bộ này nó mặc bộ này nè, đẹp lắm. Mặc bộ này tuyệt đẹp luôn. 75 ngàn chị lấy đỏ chút nha, đỏ nha. Đỏ này các chị, 75. Cái này là 55 con này, 50 đến 55 con nha các chị. Xanh than. Rồi chị nói xanh than chút nha, xanh than nha. Đây xanh than các chị. Rồi chị nào lấy xanh than chút nha, xanh than này. 75 ngàn. Đó, xanh than nha. Rồi chị em mình là lấy xanh than chút, cái xanh than. Cái này là 50-55 con. Đó, thể thao này, 50-55 con xanh than. Vậy hả? 50-55 con. Bởi vì tùy theo chiều cao á bé á, chứ nhiều lúc bé nó nhỏ con, chứ mà thiệt ra là đây 45 đến 50 con. Cái này 45 đến 50 con, cái này nhỏ hơn một size này. Lấy thun lạnh hả? Rồi lấy thun lạnh luôn. Đủ thứ size hả? Bây giờ lấy bao nhiêu ký lên trước nè. Đây, bây giờ mẹ này nha, còn thương bộ nè. Cái chị lấy hàng gì chấm em nghe nha, bé trai bé gái nghe lên nha. Đây em lên cho chị Ái Khương trước này. Cái này là số 8 nha các chị, 26 đến 28 con, thun lạnh nha các chị. Rồi các chị chốt nghe 80 luôn, còn một bộ nha. 80 chị này là 80, chốt nghe 80 còn bộ thôi các chị ơi. Puma vàng, Puma vàng, cái mẹ này dễ thương quá, về là hết rồi đó, còn có một bộ à. Rồi cái này là
46 đến 48 con. 46 đến 48 con nha các chị. 46 đến 48 con. Đẹp chưa? 46 đến 48 con. À, cái này em xem 95 luôn. Rồi chị lấy vàng số 5, chút nghe vàng số 5 nha. Quần xám. Rồi chị đã lấy số 5, chút nghe số 5 này. Đó. Số 5 nha các chị. Hàng của Stayumi. Đẹp tuyệt vời. Rồi số 5. Chị đã lấy số 5, chút nghe số 5 nha. Chấm tương tác tiếp cho các chị ơi. Xám này các chị. Spot nha. Xám spot cho em nghe. Đây, 10 con đến 10 con, 15 con. 10 con đến 15 con. Rồi mẹ này 80 nhí nè. Rồi đại cô 80, 90. Cái này là 46 đến là 26 đến 45 con. 26 45 con. Còn cycle. Trời ơi tới 75 con luôn. Rồi chốt nghe 101 nha các chị. 101 cho em nghe 46 đến 75 con. Cái mã này nè. Em nghe bóc cycle cho các chị xem. 46 đến 75 con nha. Đây. Đó. Hôm nay người lớn mặc là hơi bị đẹp đó. Trời ơi, dễ thương chưa? 46 đến là 75 con nha các chị. 46 đến 75 con. Rồi chị là lấy chốt nghe. Xám nha các chị, kiểu sport nè. Đó, sport nha. Theo hết cho em nghe. 101 nha các chị, 101 cho em nghe cycle. Cái này em nghe bán sát giá lắm luôn các chị. Người ta bán cù bây giờ rẻ 130 rồi, nó có 101 rồi, 102. Rẻ. Rồi chị là lấy chốt nghe nha. Đến 12 con cho em nghe nha các chị. 10 con đến 12 con. Đó, 10 con đến 12 con. Còn một bộ này. Cuốn nha chị ơi. Size 46 đến 48 con. Trời ơi, còn size 75 con. 20 con. 16 17 con. Yeah, mệt đấy. Không sao. Thế là ngủ rồi. Đầu thấy mỡ trắng luôn ra. Không hả đâu, lúc đó đang chạy xong cái em nó dậy lên. Con kịp dừng xe lại luôn á. Hả? Sao lỡ đâu mà băng the thuốc tỏ rồi. Khám bác sĩ nào cho uống thuốc đâu. Nó đi được. Nó vẫn đi được. Nó đâu có bị nhét vô không? Dạ, yeah, không phải bị nhét vô mới kịp lại lên dừng lại liền mà. Cây ở ngoài nhưng mà nó kè dê nó mỏng lắm, nó bị khám bác sĩ đâu, bác sĩ nó không sao. Cứ giậm giậm làm quà ông khóc đó, khóc tới khóc ớn mà ngủ luôn, không ai dỗ được luôn á. Ngang ngược luôn, ngang ngược. 80, 90, 101 hết cho em nghe nha. Nhí 80 đại 90 cù 101 hết cho em nghe nha. Đó. 80, 90, 101. Ba bộ thông hơi hả? Size 11 á hả?
nghe chị cũng không biết luôn. Đây này, cái size này là còn 11 nha. Tại không phải bộ nào cũng còn hả? Đây này, nghe đây. Cái này là 80-90 nè. Cái bộ này 90 còn size 38-40kg này. Đó, bộ vàng nha, nghe lấy size cho, số 11. Đó, đây là một bộ nè. Ái Khương, nghe lên nè. Lấy size 38kg không? Màu vàng. Màu xanh đây luôn hết rồi. Mấy bộ xong hơi con Tâm ơi. Dạ. Vô lấy thử theo con rồi coi còn cái sai không con. Mười một thông hơi sợ không còn à. Còn 12 không à. Còn 12 không à. Lấy 12 được không? Size 12 này. Đó, size 12 này. Đó, size 12 nha con nha. Đó. Đây này, size 12 này. Con coi bộ thông hơi mẻ nào còn size 11 không? Sao bây giờ hết size rồi hả? Size 12 này được không? Đây này. Đó. Còn bộ này xanh số 12. Số 12 thì hơi rộng. Được nghe có đo từ số 12 đến số 11 bên trên là bao nhiêu nha. Hả? Đây. Nó dài. Nói chung nó dài thôi chứ nó không có bự bao nhiêu, nó dài một lai. Nó dài một lai nha, nó không có bự bao nhiêu, nó chỉ dài thôi. Vậy hả? Cái này cũng chắc nó cắt lai chứ không cắt chuột dài ngang đâu. Bởi vì nó dài thôi, nó dài chứ một phân thôi, mỗi bên một phân thôi. Chứ nó không có bị sao hết nha. Ái Khương, đó, cái này còn 12 này. Vậy hả? Giờ hết nó coi chưa? Mình một cam thôi con không con? Một cam. Một cam à? Một cam mà thông hơi. Một cam mà thông hơi á con. Ừ vậy là hết rồi. Cái hàng thể thao còn như đây thôi hả con? Là thể thao hết rồi đó. Hết sang. Số 9, số 3, số 7, số 6, số 1. Hết luôn rồi. Thể thao rồi. Thể thao là hết luôn rồi ạ. Cách size 11 luôn rồi các chế. Bây giờ nghe con nhiều nhất là cái size cổ. Chị là lấy size cổ em lên cho. Em hết hàng luôn rồi. Cái số 10, số 11 hàng sẽ khác còn con. Không thôi còn như đây thôi chứ mấy hả?
là hết sạch rồi. Hết rồi các chế ơi. Kiểm tra thử số 10 cũng hết rồi em Nhật Hoàng. Số 10 cũng hết. À thôi lấy. Con vô lấy xong hơn cái này rồi. Thể thao này dùm tưng á. Xong cái này nè. Đó thể thao đừng có nhét vô đó. Nhét đó không thấy á. Đây đây. Hàng này là cũng rất là đẹp nha. Đây 35kg hả? 33kg. Lấy hết ra. Thể thao lấy hết ra. Đây em 90 nha. Ở size 16. Size 16 đến là 30. Đó đẹp chưa? Hàng này thông hơi nha, 90 tới 35 con. Đó. Cái hàng này bộ thể thao rất là đẹp nha. Đó lạ nữa. Đây em lấy màu này giúp chị nha, Nhật Hoàng. Lấy hai bộ này đi. Đó, hàng này thì mới, không mới gì nữa, nó còn size đây em. Chị nghe còn bộ này. Đó trắng phối cái màu này xanh than nha. Cái quần nó xanh than này. Quần nó xanh than nha. Đó, quần nó là xanh than. Rồi. 33 chị lấy 35kg đó. Cái mẫu này mặc đẹp lắm. Cái này là nãy em chọn nè. Trắng phối chứ xanh coban 90 thôi các chị ơi. Hàng đẹp hết nha. Cái chỗ này nè, nó là dạ quang. Cái chữ cái này là nó dạ quang cho em nha. 90 luôn nha các chị. Size 15, 16 con đi lên tới 35 con. 90 thôi các chị. Cái này là size trung á. Bo tay đồ như thế này đẹp lắm. Nói chung cái mẻ này là lạ, nó đẹp. Chị nào mà chưa có bộ này lấy thử một bộ thôi. Lần sau nếu ok lần sau ủng hộ tiếp nha. Nếu không ok thì thôi. Không, cái này đẹp. Hai màu xanh đúng là một xanh coban, một xanh màu than nha. Đây là hai cái quần khác nhau này. Đưa cái quần này. Cái này là xanh coban, được chưa? Xanh coban nha. Đây là cái xanh coban đó. Còn cái quần này là xanh than này. Đó, cái quần này là xanh than này. Hai màu khác nhau. À, châu tròn bộ 30kg. Chốt màu giùm nghe nha, châu tròn. Rồi cái này vàng. À, châu tròn bộ 30kg. Lấy màu giùm, chốt giùm màu giùm nghe nha. Đây vàng này, vàng này cũng thông hơi luôn. Mấy cái bộ mà đá banh mấy anh cầu thủ hay đá mặc cái này nha. Đó. Rồi vàng thì nó lấy vàng chút nha. Vàng vàng còn 14, 15 con đến là ở cái này khoảng tầm số 5 hơn là số 3 hả. Khoảng tầm 20 con thôi, 18, 20 con thôi. Tôi đưa lại cái bộ đi con. Lấy bộ xanh than luôn. Đây nè, áo nè. Đó đẹp chưa. Đây là xanh than. Đó cái bộ đó đưa cho tôi. Rồi xanh than chốt cho châu trần nè. Lên số điện thoại giúp nghe luôn nha. Đẹp quá chừng luôn. Đây xanh than. Còn cái này là xanh than này. Đó. Đẹp bà cố luôn. Cái này là xanh than nha. Đấy. Rồi xanh than 30kg cho châu trần này. Đâu xanh than đâu con. Đấy là còn có bộ này hả? Một lắc nữa đâu. Đây đây. 33kg cho Nhật Hoàng này. Xanh. Cái đây là cho châu trần này. Nhật Hoàng là lấy cái bộ xanh của ban này. Bộ xanh của ban đâu. Đây đây. Rồi chị nè. Đây là cho Nhật Hoàng này. Rồi lên màu tiếp nha. Đỏ. Đỏ này cũng đẹp lắm luôn các chế. Cái đỏ này em coi đỏ còn sai không. Đỏ còn sai này Nhật Hoàng. Lấy đỏ luôn đi. Đỏ nha. Rồi chị lấy đỏ chút nghe. Đỏ này. Đó đỏ nha. Rồi 90. Rồi chị lấy đỏ chút nghe. Đỏ nha.
đẹp chưa? Không, mấy cái mã này là đẹp hết nha. 90. Tuyết Sương ơi, lấy cái mã này đi. Size nó từ 15 đến là 35 con, từ 45 con đi lên nha. 90 thôi. Cái này em nghe nói thiệt luôn, bán giá tương tác. Lần đầu tiên em nghe có mã này thôi, nên bán tương tác. Nếu mà các chị thấy đẹp, ủng hộ thì em lần sau em mới lấy nữa. Xanh Coban, lấy xanh Coban đẹp đó. Màu đã đẹp rồi. Rồi đỏ nha. Rồi đỏ, chị ơi, chị nào lấy đỏ chứ cái đỏ. Coban là còn cũng bộ hai bộ nữa hết rồi. Đây. Rồi, cái này là đỏ nha. Chị nào lấy đỏ chứ nghe đỏ nha. Đỏ cũng còn size nè. Rồi cái này là màu cốm. Màu cốm thế chị nói lấy cốm cũng nghe cốm này. Trời ơi cốm. Có đường nó xấu xấu như thế này nè. Đẹp luôn. Đó. Cái này chói đèn á các chị. Nó lạ mà nó đẹp lắm. Rồi cốm các chị ơi, chị nói lấy cốm. Để em đặt thể thao. Cái này cũng thể thao đó. Cái này cũng thể thao đó gái. À Nhật Hoàng à, Thiên Hương nói là lấy 11 cũng được. Mà sắc nách á, sắc nách thì nó rộng chút cũng được. Nếu được thì nghe like sắc nách luôn cho. Coi sắc nách cái mẻ nào còn 11 không con. Đó. Rồi cốm nha. Rồi chị nào lấy cốm chút nghe cốm. Cốm thì thôi rồi. Đang hót hòn hòn. Cốm 30kg. Cốm 30kg cho Châu Trần. Đây con. Cốm Châu Trần. Đỏ luôn. Rồi đỏ. Chị nào lấy đỏ mẻ 2 chút nghe đỏ mẻ 2 nha. À tuần sau nó mới về. À để chốt lên like luôn đi, lấy thêm bộ nữa rồi đi đơn ha. À, không kịp sinh nhật hả? Nói lấy mai đi đơn luôn. Rồi đỏ mẻ 2 các chị ơi, đỏ mẻ 2 chị lấy đẹp, đỏ mẻ 2 chút nghe đỏ mẻ 2 nha. Đây đẹp lắm. Đó, nó như thế này này, nhìn nghiêng nó như thế này này. Bởi vì chói đèn à, mình chính không thấy đâu. Cái này là xanh Coban cũng còn hai bộ. Cái màu xanh Coban cho nó đắt dữ vậy. Cái này cũng xanh Coban nhưng mà cái xanh Coban này là nghe còn cả hai bộ thôi các chị ơi. 14 15 con đến là 16 17 con. 14 15 con đến 16 17 con nha các chị. Đó đẹp lắm. Rồi xanh này xanh Coban. Xanh dạy xanh xanh gì kia cũng như đấy. Xanh biển, cũng là xanh biển. Là cái mã này á hả? Hay là mã nào? Ba ba ký hả? Ba ba ký bây giờ hết size rồi. Đâu còn size nào ba ba ký đâu. Má thì kiếm ba ba ký không thì cũng kiếm mỏi mắt. À cái mã này á hả? Ba ba ký hả? Ba ba ký giờ chị nghe còn đỏ thôi. Còn đỏ thôi nè. Đỏ nè, em lấy đỏ đi. Lấy mã một mã đỏ này đi. Đó, về mặt bao đẹp luôn, mã đỏ này mặt cực kỳ đẹp nha. Đó, đỏ nha, hút đỏ đi, hút mã này nè. Đấy, chị nghe nói thiệt luôn á. Mã đỏ này đẹp lắm luôn á. Mặt nó như cầu thủ đá banh, dạng như cái chất vải nó thiết kế giống cầu thủ đá banh. Nghe còn bộ size 80kg này, 75.
Màu xám nào số 11 thể thao xám 11. Còn đây, xám 11 thông hơi đây. À nghe đo rồi, 11 chứ 10 nó không có to chiều ngang mà nó chỉ dài thôi. Ví dụ dài về cắt lai giùm ngang một xíu, được chưa? Bây giờ là 101. Bây giờ các chị bộ này các chị chốt cho em nghe với giá 100. Thông hơi nha, người ta bán 120 rồi. Em nghe bán có 100 mà. Các chị chốt đi, bao giá luôn các chị. Đẹp tuyệt vời, hàng thể thao dốt đen màu xám, thông hơi nha. Cái này là thông hơi cho em nghe. Còn nếu mà thường thì chỉ có 90 thôi. Đang giá ban này là 90 thôi. Số 11 được chưa? Đó. Rồi hút liền nghe xám nha. Xám này, xám dốt đen này. Đang like cái bộ này cho mấy ông chồng 75-80kg nha. Rồi hốt cho em nghe 80.000. Còn bộ sale luôn 80.000. Má hú luôn. 90 hết nha các chị, 90 nha. Đây cái quần nó đây. Đó, thể thao nha các chị. Ở trong là có dây hết nha. Có dây nè, nhợ đồ này nọ nha. Về ví dụ như tao quá cột dây lại. Rồi chị là lấy đen 80. Chút nghe đen 80 nha. Riêng bộ này nghe sale 80. Con coi xám này nè, còn sai gì. Xám đó được không em Nhật Hoàng? Đó. Hay là lấy cái mã hàng sách nách này nè. Cô tông này được không? Xếp zin nó cũng đẹp nữa. Đây nè, size còn 30-33kg, còn size còn bộ này 12-13 này. Đây à, lấy bộ này đi, 135.000. Tặng sinh nhật. Siêu đẹp luôn, được chưa? Rất chi là Hàn Quốc luôn nghe. Rất chi là Hàn Quốc luôn. Nhí 125 tại 135. Đó. Ốm mà mặc lên bộ này thôi siêu đẹp luôn, đẹp lắm. Khách nhận về nói bọn bộ này cực kỳ đẹp luôn. Nhí đại nha, 10 con đến 25 3 225, 24 con 25 đến 35 con. Đó, ổn sâu như thế này rất là nọ. Mà cái này là cái quần rin nữa. Mà rin là rin mềm nha các chị. Có túi đồ này nọ, mà rin này là rin mềm. Dạng cảm giác như mặc một cái quần vải vậy thôi. Đó. Tặng bộ này luôn đi em, cho nó bao ngầu luôn. 135.000, 135.000. Đẹp bao chóc luôn. Thiệt xuất sắc đó. Một cam đó khách tặng lên, khách nào cũng khen hút. Đây nè, nghe còn bộ này sale 80 kia này, hút mình nghe đi. Trời ơi sao còn bộ mã nào còn số 9 nữa ta. Nãy nghe bóc nào sai 9 30kg á. Chị Châu Trần có lấy 30kg nữa em lên cho. Vậy là vàng đã số 8 em không vừa đâu, nhỏ lắm. Nãy giờ vừa là hú rồng. Ô thiệt luôn, vừa là hú rồng. Trời ơi giờ size 30 mà kiếm là khó lắm luôn á. Hồi nãy luôn nghe. Tôi thấy bộ nào còn số 9 này, số 9 là size 30kg. Đúng không con? Số 3. Size S. Thôi giờ chị nào lấy bao nhiêu ký em bóc kia nè. Kiếm mỏi mệt. Ừ. Tôi có số 11 không? Bây giờ kiếm số 11 á.
Thôi em quên mẹ khác, chị nào lấy cô tông em lên đi. Lấy cô tông em chấm em lên cô tông cho. Thiên Hương nhận hoàng lấy cô tông nha. Lấy cô tông đi cưng ơi. Trời ơi. Bây giờ này, màu này nè, màu trắng này nè, sắc nách nè, còn nè. Ok ok. Bóc bóc trắng này kêu đi con. Cái này nè, quên cái mẻ này. Trắng này cũng dễ thương nè. Đó, đẹp chưa? Nó là Adidas nha, nó chạy chữ Adidas ở giữa này. Rồi, 80-90, cái mẻ này 80-90-100. Nhí 80 đại 90 cùng 100. Nó là 10 con đến 24 con, 25 đến 35 con, 37-38 đến 60 con là size cùng. Cái phun nó nhỏ nha các chị. Rồi, 80-90-100 luôn, Adidas. Thể thao nha. Đó. Một màu trắng duy nhất luôn, còn một màu trắng duy nhất luôn. Ốm mặc màu trắng cho nó đẹp. Không, cái mẹ này mặc cũng cưng lắm nè. Lấy cái mẹ này cũng được nè, nhập hồ. Đó. Lấy Edwin đi. Edwin Edwin màu rồi, cái mặt đây. Kia nè, ở trong thể thao sắc mắt kia nè, màu xám nữa nè, đó. Rồi màu vàng rồi đó, cô lấy ra đây. Trời ơi, nó còn sót cái mẻ đây. 80-90-100. Sáng không có số 10 em. Còn số 11 không à. Số 11 cũng còn bộ 2 bộ à. Bây giờ nghe con xe cô nè. Chế nào lại lụm xe cô luôn. Hút xe cô nha. Màu trắng đó hả? Màu xám. Màu xám này còn 11 nè. Đó. Hết rồi đó con ơi. Size là 30kg nè. Bây giờ chị nào lấy 30kg số 9 là cũng 9 như mỏi mắt luôn. Rồi bộ này số 9 hồi nãy nhớ có một bộ này số 9 là quên mất rồi. Đây nè. Đây nữa nè. Đây bộ này số 9 này 30kg thôi các chị. Đó, Jordan nha. Cái mã màu này hơi bị đẹp á, đang trên mã này nha. 90. Rồi chị lấy 90 chút nha, 90 nha. 30kg. Cái này là size nhí là 10 con đến 25 con. 26 đến 30kg cho em nha, 80-90. Jordan màu cam, size cô là 101 nha các chị. Size cô là 101 cho em nha. Đẹp lắm. Jordan hàng Star Yumi, hàng thể thao thun lạnh mát cực kỳ luôn. Rồi 26-28 con xanh than này các chị. Số 8 nha, 26-28 con. Đó, xanh than nha các chị, xanh than. Rồi chị lấy xanh than, chút nghe xanh than. Không mai đâu, để mai rồi sáng mai dạy tiếp cũng được. Hả? Cái này cũng sai cô với sai đại thôi chị ơi, nó cũng sai cô sai đại thôi. Đó, chị nào lấy chút, chị nào lấy cái sai gì hàng gì sai gì em nghe nha. Đang bán thể thao mà gọi nó rẻ bà cố luôn má ơi. 75.
size M. Size số 8. Trời ơi, 16 cân này các chị. Đó, còn bộ 16 cân này. Cam sắc nách. Dễ thương lắm. Mấy cái phố phố này là đẹp lắm. Nhất cái nách này. Để cái chân cái này gọi là nhức đi mắt nè. Cam. Rồi chị lấy cam, cái thay cam. Đen. Đen nghe còn một bộ 28 cân. 26-28 một bộ size cù. Đây, đen nha, rồi chị lại lấy đen, chút khe đen. Đen nha các chị. Rồi đen, chị lại lấy đen, chút khe đen. Chào buồn ngủ cây mát luôn. Chấm bài giúp em nghe đi các chị. Có lấy riêng dài ra lấy thùng viên kia cô tư cái con em lấy hàng Quảng Châu hay hàng bình thường riêng dài màu đen á con hàng Ethin đẹp thiệt đẹp á màu đen à màu đó cũng được lấy mấy cái đó bỏ xuống bên kia con không không rồi cái đó nhí rồi con được rồi. Cái ở trên cùng nó có trai 14 kg không chị? Có trai 14 kg luôn. Em lấy cái gì 14 kg? Có loại hàng của Efrin màu đen á, u bật đèn lên. Nó có một đen mà đen 26 kg đây em. Một đen mà nó bao ống ở dưới đó con. Đó cái chị. Efrin luôn á. Màu xám đen nó đậm hơn đây nè dạ yeah, lên là áo thun cổ tròn đúng rồi đúng rồi à, tìm 33 ký khó quá chị đúng rồi 33 ký khó quá lên cô tông đi cô tông nhiều quá chừng luôn lấy cô tông giùm chị một cái hàng thun lạnh là cháy hàng liền đây là nghe có một mã này hàng Quảng Châu nha các chị hàng Quảng Châu nè Xuyên ơi đó Trần Xuyên vô chấm bài cho chị em đó hàng Quảng Châu nha cô Tông Duyên cô Tông đó đẹp chưa quá trời cưng luôn ờ à, vậy hả đây là mã 1 nè cái mã này là à có loại gà nút hả không cái này là nghe có thun không à lấy cái mã này luôn gà nút nha là nghe chỉ có quần size cù quần của bé lớn á quần ăn cũng phải là hai sáu ký mặc gà nút hả nghe đeo phần là có thun gà nút thì còn ra kia gà nút kia nè con nhưng mà mẹ đó nó nói chung là nó ôm chứ không phải là nó bắt ghi bắt ghi là loại hip hop như thế này thì có này đó hiểu chưa mấy cái này mặc bụi chưa đây nè đó áo thun mà lên mà mấy cái này sơ mi thun được đẹp cho em xem hả khi có nút á cứ gài mà gài lại lưng bản á chứ không phải lưng thun mà con không phải trong đó đâu quay trong khác đi đây
Hàng cái này Evergreen nha, hàng Việt Nam nhưng mà cực kỳ bụi và đẹp luôn. Đó. Như thế này. Trời ơi, cái màu này rất là bụi và nó chảy đường bên này. Cái này có nè, size đại, size cô nè, 25 đến là 35 con, 37, 38 đến 65 con là cái quần này nha. Cái quần này bao nhiêu ta? 240, 260. Đẹp lắm. 240, 260, 240, 250 luôn đi. Vậy là lấy quần đại 240, cô 250. Hàng này là 300 mấy đi lên nha chứ chị, rẻ gì cũng phải là 320 đi lên. 320, 350 thì em nghe, mà cái này em nghe bán giá này thôi. Lấy bộ thể thao sắc mới màu trắng ok nhập hoàn. Ba ba cưới hả? Đây này, màu trắng này cũng đẹp lắm nè. Đó. Trời ơi, 14 mà sao sai nhỏ như ta. Đây nha. Đó. Cái này là vừa này. Hai trăm tư, 250 nha. Có quần đó không? Đây đây, viên ngọc hoàng 90 luôn. Đây quần 26 kg, lấy giùm chị nghe quần này nghe, còn cả hai quần này thôi. Đó, lưng bảng này cô tông luôn nha. Rồi cái này còn một cái này, rồi lấy rồi em. Đây còn hai cái này, còn này hai cái này, đẹp chưa. Bây giờ nghe sale cho các chị với giá 90 luôn, sale quần riêng này 90 nha, còn hai cái luôn. Viên co giãn hết nè, có lúc thâu như thế này. Ví dụ lưng bé nó ra rộng thì thâu vô dây thun lại giúp tôi nghe nha. Cái này còn nghe còn 25 con đến 28 con. Thiên Hương hả? Thiên Hương không có đơn. Thiên Hương đơn đi hết rồi. Ở sau đó nè. Theo nha, cái chữ này theo cho em nghe nha, trần xe. Đẹp lắm luôn. Rồi 90, chị nào lấy 90 chút nha, nghe còn cả hai cái theo luôn. Lại còn hai cái mới theo. Không, mấy cái quần này á, nếu mà mấy quần kiểu này là bác ghi nó rất là đẹp này. Này là các chị nhìn để ý nha, cho chối anh đèn mình không phân biệt ở ngoài nó đậm này, nhạt này, đậm này. Nó lon lon như thế này. À hai bộ thể thao á, được có một bộ à. À thể thao size 60 kg size L. Size L hả? Size L mà nãy giờ Thiên Hương lên đâu có lên đâu một chút. Giờ có một bộ hết á. Nãy game vô thể thao đây, quần cột của Duyên để lại. Size L là cái mã nào ta? Cái bao nào con? Cái này là XL này, M này, L hết rồi ấy. Đây. Để em Thiên Hương vô. Đúng á, em tap tên của Thiên Hương nó vô cho nó tỉnh ngủ cái coi. Chị lên màu cái thôi em chọn luôn rồi nha. Size nó là 59 kg, size L này. Chị lên mấy cái màu này đẹp đẹp cho nè. Đây đây nè, hầu nó chọn sọc đỏ nhưng mà giờ còn sọc xanh nè, được không đó. 59-60 con được nha. Rồi xanh này, sọc này, cái này là chốt trên line này, nói Thiên Hương lên chốt đi có 85.000 thôi chứ chốt kia là 90 lận đó. Ta nói lên đây là chốt lời 5.000 rồi. Đây nè, sọc xanh này nha, cái size này là size của cho Thiên Hương nha. Chị nghe like này em chọn giùm luôn đi, cho lợi ta 5.000, ta rẻ bớt 5.000 đi. Rồi đỏ nè, tại vì cái mã này có mỗi thứ có một bộ à. Đỏ nè, đó đẹp lắm, mặc thâu cho đi đa banh xuyên suốt đó. Em lấy
mã 2 màu đen hay trần sen, là cái quần bo ống thôi. Đưa đi đi đi. Quần mã này thả men cho ta gái. Đây. Cái mã này đẹp lắm, nghe nói thiệt luôn á. Trời ơi nó mới về đó. Cực kỳ hip hop luôn. Cái quần kia nó là 160 mà bây giờ nghe sale 90. Nhưng mà nó sẽ cái quần này nó đẹp hơn rất là nhiều. Nó thiệt luôn, nó đẹp cực kỳ luôn. Mà cái jean của nó rất là mềm, của hàng của Evelyn đó. Cho áo màu trắng cho đủ bộ. Rồi ok, bí nó cao không em? 240 26kg đây. Áo màu trắng có cổ phải không em? Đây. Áo màu trắng có cổ này con để đâu? Đó. Có cổ này con tròn. Chỗ đó chỗ đây hết luôn á hả con? Dạ. Hình như kia này. Que kia này đó. Rồi ok, chị lấy 26kg cho em rồi. Nó vì nó dài, nó có bo ống ở dưới, kéo lên không sao hết cho em. Đây, trời nó lấy cái áo mã màu trắng. Áo thằng màu trắng hàng Quảng Châu á. Hả? Dạ. Áo màu trắng, màu đỏ gì? Hả? Áo màu trắng, màu đỏ đúng không? Ờ, em màu đỏ. Màu đỏ đây nè. Dạ. Đây nè, có lấy màu xám đây không? Màu xám này cũng đẹp nè. Màu xám này cũng đẹp nè em. Trong thử đây. Cái đó ghi trần sen em. Đây nè, màu xám là mặc với quần đó cũng đẹp. Đây, nó đi với tông luôn. 120 nha. Rồi cái này là 120 cho em nha. Áo hàng Quảng Châu nha. Đây đây, đưa cái quần này lại cho cô. Đưa cái quần lại cho cô uống lên thử. Cho trần sen nó thấy. Không, màu xám này đi cái này là hơi bị đẹp á, đi hơi bị xịt tông nha. Tông hơi xịt tông á. Cái quần nó dài thì em, cái này là bo ống nè, em kéo lên được nha. Đẹp cực kỳ luôn. Rồi, cái riêng này mềm, yên tâm. Riêng này đẹp lắm. Đây. Đó. Đẹp chưa? Hay là em thích mặc cái áo có nón. Áo nón có nóng không? Áo dạng áo nai một chiều bán á. Ở cầu thang chị nai màu trắng và dài tay á. Cái áo đó áo hoodie á. Đó, cái này nha. Nó cũng rất là xịt tông nha. Màu xám bên này là 120. Để chị lên áo này nữa cho. Đâu cũng để nè, đâu trời tâm ơi. Đây trang bị đây hả? Kia kia đó. Đây hả? Không phải đâu. Còn thì không thì mặc cái áo này cũng được. Rất chi là auto luôn. 26 con. Đây, áo đây này. Áo đây thì nó quá là khớp với cái quần này rồi. Nó chạy như thế này nha, chết chết. Đó, được chưa? Mà đi với cái quần này nữa thì thôi rồi. Đó, cái quần này nha. Mà đi với cái này nữa thì thôi rồi. Cái này là 100 thôi. Cái này là nghe bán là 120, 130 này. Bây giờ cái mã này các chị. Cái này là da cá phô tông co giãn. Đó, phố tay như thế này mà xe đại như có 100, xe cô 120. Đó, chị nào lấy trước nha, 120. Đẹp lắm. Xuân. Gọi chị biết gọi là nhất đi nách. Đó, như cái bộ này mang đôi giày vô nó ra rồi nha. Đó, trời ơi, giống cái đồ tốt luôn. Cái này là mặc đồ tốt được này, các chế không? Có không? Không có hả? Không, nó kia này, cắn kia này, cắn ở dưới nè. Nếu mà kim trúng cắn đó, đó là bị Covid rồi. Lật lại, lật lại. Nó nằm ở dưới cái màu xanh đó.
Không phải hả? Hồi xưa là một đỏ. Ở à đây Phạm em. Một đỏ trong đó luôn ạ. À. À, trắng có tay đây Phạm. Tay dài Phạm. Cái này 100 này, lấy đi. Cái này mà nó bo như thế này nữa. Rồi 100. Lấy cái này đi em. Cái chất này da cá. Cô tông da cá thấm hút mồ hôi co giãn tốt nữa. Lấy rộng rộng mà. Ok chị, rồi hút luôn. Lấy size 28 cứ như vậy anh. Đây, chị lấy size 13. Quần này. Rồi, rồi cáo 100. Quần là 240. Đẹp tuyệt vời. Mặc giờ tết mặc. Bái cháy rồi chết. Dồn vào đây lại liền rồi con, để nó bị lắm. Cần xem nha. Em ở Vĩnh Lợi đúng không em? Đúng không? Để chị. Đúng mà. Áo 100 quần 140. 240. Cái quần đó là 350 đi lên không hả các chị? Không có 200 mấy đâu. Rồi. Rồi cảm ơn em. Cần sen là mình có địa chỉ rồi, có số điện thoại rồi. Nhà kho còn ở đó không em? Chấm đi trời ơi, bây giờ tới đồ em nè. Thiên Hương đi đâu nó ngủ rồi, sao nó ngủ sớm vậy trời, nghe chưa? Nó còn thức mà sao Hương nó ngủ mất. Đây, màu xanh cô ba nữa nè các chị ơi. Ú hú các chị. Xanh. Mai rồi tụi bay ra cỏ mặc đồ lại chụp hình cho nghe là bán hết nữa không? Thằng Tí nó chờ tao bán còn có mấy bộ, giờ còn mấy bộ nó em chiến đấu luôn. Để Tí chụp tốn tiền nữa, tốn bộ đồ nữa. Mỗi lần chụp tốn đi cà phê, tốn đi tám bộ đồ nữa. Trời, uống đi, cái uống không phải cà phê, uống gì? Soda, à, gì, 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 Việt Quốc, gì đó. Cái đó là Việt Quốc xây đi bé, sữa chua, hả? À, bé 9.000 cái máy thọc đáng lòng. Ai bộ đây nó cũng đẹp nữa nè. Bộ đây cũng đẹp nữa nè. Đây đây đây, bộ đây đẹp nè. Để mai Thiên Hương chọn hay em chọn đi. Đây bộ này đẹp nè, em chọn cho Thiên Hương đi. Không, cái này Thiên Hương chọn em chọn đi. Chị nghe chọn là ok đó. Cho mai bắt công 90.000 nó mất 5.000 rồi em. Mai chị nghe đi đơn sớm luôn cho. Đó. Mai đi đơn luôn. Xanh nè. À, lấy em đồ cái gái 26kg. Chị nghe mới về đồ đùi á, em có lấy đồ đùi không chị lên cho. Bộ đồ đùi. Hay là em lấy đầm váy. Đó, mấy màu đẹp không à. Chốt rồi chưa để tối nay lỡ cái mua làm sao. Đây nè, Thiên Hương chọn bộ đây. Đó, Thiên Hương lấy bộ đây rồi nè. Chốt bộ này cho Thiên Hương nè. Thiên Hương là chọn bộ này rồi. Chọn màu này. Đúng không? Chọn màu này cho Thiên Hương rồi nè. Em lấy đồ bộ. Đồ bộ đùi nha em. Đồ bộ đùi nha. Nè cho Thiên Hương nè. Một bộ. Bộ đó là ghi mẹ 90.000. Rồi cho quản biểu chọn trên like cho đỡ tốn tiền. Khi Thiên Hương chọn mà cái bộ sọc này đó, dạng sọc như thế này mà nó sọc đỏ mà hết rồi, chỉ còn sọc xanh này thôi đó. Nên là em nghe chị nghe nói em là chọn dùm cho Thiên Hương cái bộ đỏ này cũng được nè. Bộ đỏ, bộ đỏ này cũng đẹp nè. À giờ lên đỏ này, đỏ này đó, đó đỏ này cũng đẹp nè. Đỏ nè, em chọn một bộ đỏ, bộ xanh mà đỏ hay hết. Bây giờ qua đỏ này, tại vì tiếng nó không có chụp bộ đồ này, giờ chụp là trốn 40.000 nữa. Nên thôi em coi giùm chị luôn chứ, mất công chị chụp hình nữa, mất tiền chị. Em lấy đỏ, đây. Lỗi đó, đừng nghĩ sao vậy, bộ đồ lò có 5.000 à. Mà nó ăn hết. Lỗ 35.000, thôi bán đi em. Rồi lấy đồ bộ con lấy cho thằng sen luôn. Lấy đồ bộ màu xanh đây nè, xanh con thỏ đây, xanh đây nè, đó, lấy size đại thôi.
Đây size cổ gái XML. XML là size cổ, còn số thì size đấy nha. Đây size ơi. Để nghe lên size cho em này. Đục đục đùi nha. Ghi là 85 hết đi. Để mai mà công chụp hình rồi tốn 40 ngàn cũng vậy à. Chồng mỗi lần chụp hình hao hơn lắm, khen tiếng luôn á. Đau khổ cuộc đời, có kẻ chứng kiến. Đẹp chưa? Mã này mới về nha. Nó là 120-140. Rồi cái kiệm chút 101-125. Đại cô nha, 25-35 con, 26-27 con đến là 60 con. Đây bộ này, mặt đẹp lắm. Cô tông chính phẩm nha. Cô tông chính phẩm cho em nghe. Dễ thương chưa? Cái màu này là màu xanh, hình như nó có màu hồng nữa con. Màu hồng cũng chắc ở đâu, coi dưới bên chân con này. Cô Tư nhớ, con chắc mà cô Tư nhớ hay hàng kinh. Tao liếc không giờ. Không. Rồi mai gửi đi địa chỉ Thiên Hương, ok em. Em chung đơn. Ủa em có đơn này Nhật Hoàng. Ủa Nhật Hoàng có đơn không? Cái đó là Nhật Hoàng chứ là Thiên Hương, là mua cho Thiên Hương, tính tiền Thiên Hương chứ. Rồi hồng luôn. Rồi chị lấy hồng chút nha, hồng nè. Đẹp chưa? Đó size này tới 60 kg luôn các chị ơi. Chỉ có 101-125 à. Chốt luôn giùm em nghe. Đó, hình này đang trên nha. Đang trên nha. Có màu đen ấy, con lấy màu đen hình này nè. Có đen hình này luôn. Rồi chị nghe biết rồi mà. Ok em. Đó, đen đó, đi đây. Đen đây nữa này em gái ơi. Cái này có đại cù luôn. Không, nhớ chưa? Giỡn không? Rồi. Đây, đen nha, gấu đen. Mickey đen này, cái quần nó như thế này nha chị. Cái này là em nghe bóc xe cô này. Đó, Mickey đen nha. Cái này không có túi hả? Đó. Rồi chị nào lấy. Rồi ok. Để chị nghe đi chung đơn cho Nhật Hoàng luôn. Rồi chị nào lấy đen chút nha, đen nha. Lên bộ khác hay con? À cái đầm bi đó là đầm gì vậy? Đây nghe có đầm bi mới về màu đen. Lấy màu đen đi con. Lấy màu đen Mickey, màu đen Mickey, xe đại. Đó đó, ở dưới đó con. Trời dễ thương quá hả? Hai mẹ con mặc chung luôn em. Trần sen 101 con. Lấy cái hình con chó ơi. Sale luôn cho. Hàng của Lido này. Em gái lấy cái mã này nè, chị nghe con nè. Cái mã này là bé gái mới trai được nha. Hàng 106 này. Giờ chị nghe chốt luôn cho 101 luôn ơi. Cho hàng Lido, giá cao cấp, cái quần của nó đẹp lắm. Đây nè. 26-28 con nè. Đẹp chưa? Đó. Cái mã này là bé gái mới trai mặc được hết nha. 26-28 con à, cặp nè. Cặp cho nãy cặp cho bé trai bé gái nè. Cái này mặc cặp gia đình nè, nghe còn sót lại hai bộ 26-28 con. Đó, giờ các chị chốt nghe 101 luôn. Bộ này hôm trước là 106 đó. 106-108 đó các chị. Đẹp quá chừng luôn. Rồi chị nào lấy chốt nghe 101 luôn. Cái quần của nó nè. Quần của nó xịn sò mà cực kỳ chắc luôn. Nói chung mang đôi giày đi chơi là trời ơi, mang đôi dép lào cũng đẹp nữa. Rồi, còn hai bộ nha. Lấy con màu tím đi con, lấy màu tím xuống.
cô đầm cái chế ơi, đại cô sao không phải đầm cưng đầm cưng, trời ơi dễ thương chưa, dễ thương ha. Cái này cô tông thấm hút mồ hôi luôn rồi, đầm 120 nhé chị, đầm 120 luôn rồi, chị nói đầm 120 chứ, nghe đầm 120 sai đại cô ạ. Cái này 26 đến là chắc 45-48 con, 45-48 con. Cái chất vải gì mà nó đẹp chứ không biết. Bi nha, đầm bi. Một tím đâu con, một tím đây. Sao lấy xe cộ, lấy xe đại bóc cho nó dễ không? Bây đó có bé 13kg không chị? Không em, 13kg rồi chị lên mẹ khác cho. Trời 13kg thì nghe nhiều lắm luôn á. Lấy cái màu trắng trắng đi nè con, mà cái bi khác á, lên đi. Đây tím luôn nè em, mấy cái mẹ này chị nghe về hết á, mới về hết á. Tím nè, rồi chị lấy tím chút ra tím nha. Đại cô luôn các chị ơi, sai đại sai cô luôn. Biết biết nhiêu ký cũng được hết đó. Đó, 25 đến 35 con, 37, 38 con, đến là 60 con, tím. Lấy đầm 12kg đi. Đầm 12kg không cần mà em. Đây này, tím này, chút tím này. Hồi nãy màu đen lấy sai số mấy rồi con? Tím này. Sai số 10 vậy? 26kg. 10. Rồi, đổ lại lấy 12 đi con, cho rộng rãi. Lấy cô có màu đen có 12, em bóc lên luôn. Đó. Quăng vô đổ luôn con. Đây đầm đây em, 12kg đây, 65.000 này. 12kg hả? 13kg. Số 4 đâu ta? 101. Đây em. Đó, 13-14kg nè em gái ơi, 65.000, chắc vải thì thôi rồi, nó mát được rồi. Đó, đẹp lắm luôn nha. 13-14kg chút, nhưng mà nghe cái mã này, 65.000, chắc vải như lụa tơ, hàng của Noni. Mát luôn nha, cam này. Tím nè, tím mộng, tím mơ nè, lơ ngơ là mất tiếp rồi. Tím là đẹp lắm luôn á. Rồi tím nè, đó chị em mình nào ủng hộ tím chứ không tím nha. Tím nè, đó tím. Rồi chị em lại tím, cứ nghe tím nha. Vì nó có ngủ thì ngủ, có hai con cũng nên ngủ lên với nó chung cũng được. Vừa động rồi. Alo. Chị đâu có ngủ. Chị giờ này chưa về mà. Tím, lấy tím cho 65.000. 65.000 chị Trần Xuyên này. Cái đây là 85 nha. Chắc phải thu, nhưng mà nó đẹp lắm. Tất cả hàng mới hết. Váy hồng. Tím, váy hồng. Hồi nãy giờ lên cái váy hồng nào chưa ta? Có 17kg không? Có chị, để em lấy cho. 16 18. Sao lấy cho ông bé size này đi. Số 7 có không ta? Số 7 có đây.
À, em lấy váy hồng bà Bảo Châu. Váy hồng nãy giờ chị nghe lên chưa? À, đầm đầm tím quay lại con, quay lại. Đây, em lấy cái này hả? Đúng rồi. Còn xem quăng vô. Cái này đúng không em? Nãy giờ chị nghe lên đồ này. À, đúng rồi. 25. Rồi cái này là màu đỏ. Đỏ này còn có một cái à. Đó. Rồi cái đầm này. Nãy giờ chị nghe lên đầm tím là đầm hồng là chưa ta? Chưa. Đúng rồi. Đây. Lấy cái màu này. Lấy cái màu này. Cái này là màu đỏ này. Ở kia màu hồng. Rồi chốt cái này. Còn cái duy nhất chốt em nha. Một cái duy nhất luôn. Rồi chốt luôn. Cho trần sen 65. Rồi 80 nha các chị. Mã này 80. Chị này 80 chút nha. 80. Dễ thương lắm. Có dây cột tóc luôn. Cái này úp vào mặt lên hơi bị đẹp. Ừ, dạ cái ha. Có dây cục tóc nữa, cục sừng vậy nghĩa. Quải đàn. Vừa tôi gửi cho con quải đàn. Hôm trước tôi quải đàn con. Lây 80 luôn. Hoa, hoa tím, hoa tím. Nhất cửa ly nhì tốc độ ở gần quá nó lấy lây. Đây em gái. Hàng 120 này. Hàng 120 còn lại 90 luôn nha, còn hai cái. 13 14 con đến là 16 con. Trời ơi cái mã này mặc lên thì thôi. Tôi nói nó dễ thương ha. Nó đẹp, dễ thương. Mà cái chất vải này của Nuni là biết sao, chất vải không phải là ở mình đâu, nhập đó, đẹp lắm luôn đó nha. Đây, trời ơi chốt cho nghe nha. Xinh lắm luôn ý. Trời ơi, cái chế ơi. Hút liền mã này cho nghe. Trời ơi. Coi như con gái nó còn bán hàng mà sao ngủ cho đành. Thôi gì thôi. Con gái sao còn thích bán hàng mà sao ngủ chưa đành được. Bà đi ngủ chứ sao nó hỏi bà chưa ngủ kìa. Đây ba. Rồi đầm vàng luôn. Rồi 90 luôn nghe chị. Hàng đồ ni nha. 90 luôn. Rồi 120 xeo 95 bây giờ còn 90. Thiệt rồi chưa? Đầm Babydoll. Đó. Đầm Babydoll. Em lấy màu này á hả? Đúng không? Lấy cái này cho trần sen đúng không? Em đánh giá cho chị cũng biết à. 90 đúng không? Đó, đẹp chưa? Xuất sắc ha. Ok, 90 giùm chị nghe nha em. Cho trần sen này, ok giúp chị nghe một cái. Ok, chốt. Rồi vàng. Vàng 90 luôn các chị. Cái này có khó nha. Rồi ok. Váy vàng 17 kg 90 luôn. 17. Bữa nay. Bữa nay rồi cỡ dây vừa cho mấy nữa hả? Dạ to. To gì mà to? Mặc kiểu Babydoll nó rộng vậy á. Rồi Bảo Châu 90 luôn. Đèn máu. Đố biết cháu là ai. Đây. Tôi bói nghe thầy kháng mai muốn nhờ đó. Nên là đầu tư. Chết rồi, nó bắt được flop hay đâu. 10 kg đó là 17 kg. 10 kg đến 17 kg 80. Chết rồi, thì là chết rồi. Đây, hàng đẹp lắm luôn các chị. Hàng của cái hãng thương hiệu này. Cái mã này mà nằm trong shop là 150, 160 nha, 80. Luôn, rất phải thu nhưng mà thu xịn đó các chị, không phải thu thường đâu. Cái gì nhận một bộ về là chị biết, rất là đẹp nha. Cái này nghe còn ba cái này. Đó cứ xem lần vậy đó. 90, 85, bây giờ 80. Vậy thôi.
Rồi hồng, có dây cột luôn các chị. Có dây cột luôn nha. Đây đỏ, đây đỏ nè, kêu lấy hút đỏ không chịu, đỏ maxi nè, đúng không, đỏ maxi 80-17kg luôn. Số 5 có gì không, nhỏ không, vừa vừa chưa nhỏ gì này, thấy không, nó dịu dịu như nó giống. Đầu 80 luôn, trừ lương tâm. Trở lòng nào. Trở lòng nào. Bây giờ sao? Đây là ship free ha, chị Ba mua đi. Có người trả tiền vào. Đảm châu. Tấm này bán cho anh Tâm rồi mà bán này đó. Chứ sao? Trời ơi, đẹp chưa, hút luôn, 80 luôn. Tôi sale gì mà tôi sale lần, sale mòn. Tôi kiếm tiền tôi trả luôn. Đó, rồi đỏ này, maxi đỏ nha chị ơi. Lụa, chắc phải lụa mát luôn nha. Rồi đỏ 80. Giờ lấy 80 chút nghe 80. Trời ơi, cái này là hơi bị mát này. Mát lắm luôn đấy. Rồi chị lấy 80 chút nghe đỏ nha, maxi chắc vải dặn ấy. Đây, đẹp quá. Cái này size từ 10 con tới khoảng 18 con thôi, 17-18 con là hết rồi. 80-17 con tiếp. Trời ơi, chết chết. Thì này là chơi thiệt rồi, chơi lớn rồi. Chết chết, nhiều điêu luôn hả? Chết rồi. Chết rồi, có chuyện không, khóc rồi. Đây cho Bảo Châu luôn. Này là đầm không mà. Anh chị ta là thiệt là số 2 không ai với số 1 luôn. Ở nhà đồ bộ nhiều lắm. Đầm đi cho em đi học. Mặc giấy dẹo. Đầm tơ gơ á. Rồi 70 luôn. Kêu luôn 70. Siêu rẻ. Chủ đầu tư này nói chỗ này. Đúng chính xác. Ôi ôi. Hết hết luôn đầu à. Còn có Bảo Châu mua không ạ? Đây 70 luôn. 70 cúc hồng luôn. Một phi vụ đầu tư. Một giờ rồi. 70. À, cô tôi bắt cái dây đằng hình màu cam, cái quả cam kia chị à. Đâu? Ở trong đó, cái đằng số 5 á. Ờ. Đâu? Con thích cái đằng đó, ở trong đó đó. Trong nào? Ở trong đó. Màu gì? Màu cam. Hồi chiều bà kia mua màu cam không mua. Chưa. Hồi chiều bà mua màu khác không á. Đây ê. Kì kìa. Đó. Không phải. Đâu? Cái váy mà có mình á. Cái váy mà có cái dây lên á. Hai cái dây lên nó lấy chút. À à à à. Đâu? Cái đó sẽ gặp. Ở dưới đóng. Đây tôi cắt cái không dẹp ngủ đi. Không. Phải ở một con máy. Ừ. Thì đừng lấy đi, đứt thì lấy đi. Cái mẹ nó chạy tiếng đâu, cũng có quá mà. Đây chị Bảo Châu 80 luôn. Thử cứ Bảo Châu là cứ lụm ba chị. Có người trả tiền đâu, cái đây đẹp nè. Cái đây mà không lấy là uổng ngang. Cái này mua về Tết mặt cũng được á. Mua gì để đẹp Mai gửi, mai gửi gì cho cháu nha, tốc độ quá không. Mai gọi chút đơn yên tâm. Táo luôn, táo 80 luôn, cứ 85. Chỗ bà Thiên Hương bây giờ bà lên kìa. Bây giờ 11 giờ rồi bà nhan Thiên Hương, réo nãy giờ ạ. À.
Rồi, táo hồng 80 luôn các chị ơi, táo hồng, táo hồng. Trời ơi, trời ơi, nó đẹp. Bây giờ dọn ngủ em, dọn ngủ đây em. Ngủ đi ra cho an toàn. Đó, chưa? Ai cũng có một nỗi sợ. Thôi chị nào lấy hàng gì chấm đi, em lên em bị ẩn comment đâu, em không thấy cái comment cái nào của chị nữa. Vô 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 con coi thử có thấy thợ ai thấy thợ ầm comment không. Chị mới cứ điện cho tao nhé. Giờ thấy cứ Bảo Châu không à, không thấy tin nhắn của ai hết trơn. Kìa nó nhảy rồi. Có mà. Có ai không? Có ai nhắn không? Chưa. Mấy bè chị ôi nước nó quá mờ. Không phải đông lắm. Hả? Nhiều bè lắm vô mờ. Không có lắm. Con với chị Ngân nó ở sân cỏ que không biết gì nó đang đi lơ ngơ lơ ngơ vậy ông điện. À lộn ông chưa là. Hả? Không biết chị nữa. Ông kêu lại đây. Ông đó. Hả? Cho ông đó. Dạ mấy giờ mấy bè mới qua? 8 giờ. Bữa nay, bữa nay tốc độ chắc bị lửa. Vậy sao ở trên live mình cứ 8 người đứng khen à trời. Không thấy tin nhắn ai trơn à, con vô con thấy không? Không. Không mày. Chấm đi cái chị nè thấy em nghe chấm đi, không chấm em nghe like, ộp like. Trời ơi, wow, giờ tự nhiên không thấy ai á. Thấy quả kim ngon. Tên của một kho hậu á. Hết rồi. Nửa tiếng không? Vậy mà bị con nước, nói gì tôi tên kim tổng lắm, tôi quậy nữa. Mấy mẹ mày kim tốn gì nấu. Không đi ngủ cầu ơi. Bộ này cái chị nào thấy em nha. Em bán rẻ cho 12 ký. Đó, trời ơi, bán cho cái chị với giá 90 co. Đó, chị nào thấy em bán bộ đó 90 trúng anh. Thôi mình ra kia mình ngủ đi. Thì mình ngủ đây giờ. Đây kia ngủ mát nữa. Ừ. Ừ. Vậy thôi mình offline. Chúc các chị ngủ ngon. Good night, giờ 9 đi. Vậy nghe nói thiệt nghe không thấy nhắn cho chị nào luôn. Không biết chị nào có xem không. Mì cứ alo biết tâm đi. Bye bye.